Chiều ngày 8 tháng 3 tại Hà Nội, hội thi chống đẩy Boost Up Vietinbank lần thứ 2 năm 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội thi đã thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn các bộ phận tham gia thi đấu, tạo nên không khí hết sức sôi nổi và cuốn hút. Theo ban tổ chức, hội thi lần này đã thu hút gần 100 cán bộ, nhân viên các phòng ban đơn vị trụ sở chính tham gia đăng ký thi đấu với các nội dung cá nhân và 4 đội đăng ký thi đấu tập thể. Phát biểu khai mạc hội thi, ông Lê Anh Hùng, trưởng phòng quản trị, trưởng ban tổ chức cho biết, hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, hướng tới chào mừng 30 năm ngày thành lập Vietinbank. Đồng thời, hội thi cũng là dịp để cán bộ nhân viên giao lưu, thể hiện tinh thần yêu thể thao, rèn luyện thể lực, gắn kết giữa các đồng nghiệp. Để xác định kết quả của từng cá nhân và các đội, ban tổ chức đã bố trí mỗi vận động viên thi đấu sẽ có một trọng tài giám sát. Đồng thời, có dụng cụ đếm điện tử và bộ đếm cơ để hỗ trợ xác định chính xác nhất số lần thực hiện của từng vận động viên. Hội thi đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ nhân viên, đoàn viên công đoàn đến từ công đoàn trụ sở chính. Các vận động viên đã thi đấu nỗ lực trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, tạo nên không khí sôi động mang đến sự thành công lớn cho hội thi. Sau những phút giây thi đấu hết sức căng thẳng và kịch tính, ban giám khảo đã chọn ra các vận động viên xuất sắc nhất để trao giải nhất, nhì, ba ở các nội dung đơn nữ trên dưới 30 tuổi, đơn nam trên dưới 45 tuổi và nội dung đồng đội. Phòng Marketing Truyền thông, Khối Thương hiệu và Truyền thông với lần đầu tham dự hội thi đã xuất sắc giành một giải nhất nội dung đơn nam và một giải nhì nội dung đồng đội. Hội thi Boost Up lần thứ 2 đã để lại ấn tượng tốt đẹp tới đông đảo đoàn viên công đoàn các bộ phận, đồng thời tăng cường ý thức rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và tinh thần đoàn kết giữa các đồng nghiệp Vietinbank. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.